Dũng đánh giá cái bảng đấu của chúng ta năm nay đấy là một bảng đấu rất là quen thuộc, tại vì quen thuộc ở đây là vì là có Malai Indo và mình vừa rồi cũng đã đối đầu trải qua hai cái lượt trận cùng lại World Cup thứ hai, và đối thủ còn lại là Campuchia với Lào. Thì Dũng đánh giá thì Campuchia thì mấy năm gần đây họ đã tiến bộ, và Dũng nghĩ bảng đấu của mình rất là khó khăn đối với tuyển Việt Nam mình. Đối với Dũng nghĩ thì việc thi đấu liên tục như thế khi mình đang thi đấu vòng loại cuối cùng World Cup thì đấy là cũng có thuận lợi và cũng có những cái bất lợi. Dũng nghĩ thì toàn đội cũng đã từng thành viên một, đặc biệt là ban luyện cũng đã lên cái kế hoạch cho toàn đội đến lúc mà tham gia AFF thì phải cân cân bằng cái từ trận đấu. Và Dũng nghĩ thì là tập thể thì sẽ sẵn sàng và sẽ có những trận đấu mình sẽ xoay tua đội hình. Dũng nghĩ là toàn đội đã xác định được cái giải đấu sắp tới. Hiện nay thì Dũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương, được 100% thể trạng cũng như là phong độ, quay lại tập với đội từ hôm qua rồi, và Dũng đang rất là sẵn sàng để chuẩn bị cho những buổi tập để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới. Đối với Dũng thì sau hai trận đấu đầu tiên vừa qua đấy, hai trận đấu mặc dù kết quả không được tốt nhưng mà đấy là một cái đoàn đội đã thể hiện được cái lối chơi cũng như là tinh thần rất là tuyệt vời, và chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới thì toàn đội đang rất là sẵn sàng và cố gắng từng buổi tập một để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu sắp tới, đặc biệt trận đấu Trung Quốc. Đối với Dũng thì đây là trận đấu quyết định, là cho những bước 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 đệm cho những trận đấu sắp tới. Dũng nghĩ thì toàn đội đã xác định được và sẽ cố gắng giành được những điểm số tối đa của hai trận đấu sắp tới.